Rồi lên đây, ông ban giùm tôi mấy cái forum này rồi lên. Người ta bỏ công ra người ta làm cái topic rồi reply cho TR, nó vô nó comment, nó chửi này chửi nọ, nó kêu gì mà copy này nọ. Người ta bỏ công người ta mà ta làm nè, thằng Swat gì nè. Vô nó comment tục tiểu rồi tà le hết á. Lên vô coi cái lên. Phá luôn cái mặt forum luôn đi. Vô tự nhiên ta làm cái bút xong nó vô nó comment đầu tiên luôn, nó nói nè. Nói gì mà gì đăng mấy cái tô bích xàm và được mấy thằng xem kem kiểu như server với mấy thằng ngu. Nói vậy á, ta bỏ công ở tầng người ta làm vô comment câu nghĩa. Kiểu như là ỷ anh vừa rồi anh không cần mấy cái đó rồi. Phá luôn gạch coi đúng luôn đi. Cho nó chừa. Má, Thằng xem cái thì ra game vẻ mất con anh. gà, người mất kiểu này. Nếu anh ta mình là cạnh gì luôn. Đấy mày.